space. Lies an evil plan, they're racing across the universe. For an energy source, heroes of the world, heroes all unite. Cocoa beans thrust throughout the galaxy. They're coming soon, they're coming fast. I don't know if we can last. So we all need a savior to defend our planet Earth. Trong tập trước của Bobobo, chúng tôi biết Bobobo và Phan có một trận đấu bóng đá. Tất nhiên, Phan bị tẩy não và về phe chúng tôi. Và lập một đội giấc mơ kẻ xấu. Tiếc là có ba ba vô là ở đó giữ trận đấu công bằng. Nhưng nhờ trò chơi bẩn của tôi, Gia đã đá quả bóng trúng thầy Papa, khiến ổng xỉu luôn. Về sau, chúng tôi vô tư chơi bẩn và ăn gian. Tôi còn biến thành Robo siêu cấp. Nhưng tiếc là chúng tôi vẫn thua. Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát được sao? Không. Ăn bọn ta đi. Ăn bọn ta đi. Đừng, xin đừng hại tôi. Nhảy vào miệng nó. Hả? Cậu nhét bánh của Gia vào miệng của mình hả? Mình chỉ muốn cậu tỉnh thôi. Quay lại đây. Xin lỗi Bobobo. Nè, mấy đứa làm gì vậy? Tại cậu ấy đó ông. Cậu ấy nhét đầy bánh của Gia vô miệng cháu để đánh thức cháu vậy. Cái gì? Nhưng mà ông, nhờ mình gọi cậu vậy. Phải. Cháu bảo từ hôm nay sẽ phụ giúp ông mà. Dạ, nhưng đâu cần phải bắt cháu ăn bánh của Gia. Bởi vì mình có thử món khác rồi, nhưng cậu vẫn không chịu vậy. Món khác gì nữa? Cậu đã nhét thêm thứ gì vào miệng của mình vậy? Không có gì, bánh mì kẹp thịt với lốp xe thôi à. Kỳ chứ. Nè, bao giờ hai đứa đánh lộn xong thì xuống đi với ông nghe chưa? Quay lại đây, ô cho bơ. Được rồi, xuống đi. Hả? Quán của ông đâu? Bất ngờ cho cháu đây. Ô cho bớt. Dạ có cháu. Wow, ông mua hồi nào vậy? Mua hả? Ở đâu bán thứ này mà mua? Ô cho bớt đặc biệt làm cho ông đó. Tuyệt vời, ơ cho bớt. Cũng giúp chân mình săn chắc. Được rồi, ta chuẩn bị mở quán trước 6:30. Dạ thưa ông. Cháu đi trộn bột cacao đi. Sau đó mua vài túi đường, lau chùi bàn, rồi mua vài tờ báo, đun sôi nước. Đời vậy
Mới có nhiêu đó mà đuối hả? Ông nói gì vậy, việc quá trời luôn. Có chút xíu mà nhiều cái gì. Lúc không có cháu, ông phải làm hết mọi việc đó. Chỉ có mỗi cái thân già này. Ôi cho bố không giúp hả ông? Ông không muốn xài nó nhiều. Thỉnh thoảng nó hay ngất xỉu. Ngày nào cũng làm như vậy, chắc cháu cũng xỉu sớm. Nè, cháu bảo là giúp ông mà. Cháu đang giúp đây ạ, nhưng mà mình không dọn quán trễ chút được sao? Sao mà được chứ, đúng 6 giờ rưỡi bạn hàng của ông đã đến rồi. Sớm vậy? À, phải cho cháu có sô-cô-la nóng đặc biệt. Cháu đến đúng giờ ghê ha. Còn khi nhắc trả tiền nợ thì cháu biến mất tiêu à. Thì ra là cậu, trời còn chưa sáng hẳn à? Tất nhiên rồi, sáng nào mình cũng đến uống sô-cô-la của ông A-ba hết đó. Bởi vậy lúc nào mình cũng khỏe mạnh và sung sức khi đến trường. Thiệt hả? Vậy mình cũng muốn uống. Ông ơi, một sô-cô-la đá đặc biệt nhiều đá. Nhiều đá cái gì, sáng sớm không được uống đồ lạnh. Sao không được vậy ông? Có một khách hàng sáng nào cũng đòi mua sô-cô-la đá, giờ đòi bỏ thêm đá nữa. Y hệt như cháu. Và hôm qua cậu ta phải nhập viện rồi đó. Thiệt sao? Cậu ta đã té xuống mương. Là do uống đồ uống lạnh à? Tất nhiên là không phải rồi. Nhưng sáng sớm cháu không được uống đồ lạnh, không tốt đâu. Đây, uống sô-cô-la nóng đi. Cháu cảm ơn ông. Ông ơi, bánh của Gia Gia có ai mua không hả ông? Nè, bánh đó mà ai thèm mua chứ. Có cho không cũng chẳng ai thèm lấy nữa kìa. Nói thế là bậy lắm nha. Vẫn có người mua bánh. Ngày nào bánh quy cũng được bán hết hàng đó. Ông đùa sao? Ai mua chứ? Phải, chắc là cho ông A-ba tưởng tượng ra thôi. Không tin ông hả? Đợi mà xem đi. Lát nữa đứa trẻ đó sẽ đến mua cho mà coi. Đứa trẻ? Là ai vậy ông? Chứ cứ đợi đi rồi sẽ thấy. Mới sáng sớm mà chồng ta bực mình rồi à? Tôi làm chủ nhân bực bao giờ chứ? Ta không có nói ngươi. Ta nói con ruồi ngu ngốc này nè, nó cứ bay vòng vòng mãi. Bực bội quá đi. Đừng lo chủ nhân, không phải ta có chiếc muỗng điện này sao? Ta có thể dùng nó để đập lũ ruồi. Bắt được ngươi rồi. Ruồi thì không trúng, mà bàn của ta thì gãy rồi kìa. Đừng động đậy, thưa chủ nhân. Trúng rồi. Trúng hả? Nát cái mặt ta rồi nè. Ngu Chết đi. Ngươi mà là con rồi, ta đập bẹp đầu cho ngươi từ lâu rồi. Chết đi. Chủ nhân à, tôi không phải là rồi mà. Phải, ngươi chẳng khác gì con rồi. Con rồi. Ta có một ý tưởng rất là hay. Ý hay hả? Phải. Ta nảy ra một ý tưởng là đập bẹp tên Bobo Boy đó. Đợi nãy giờ cả tiếng rồi, đứa trẻ kia vẫn chưa đến nữa. Các cậu lo đi học đi, không thôi muộn học bây giờ. Nè thôi đi, việc nào quan trọng hơn chứ? Sách cặp đi học hay muốn biết ai mua bánh khô da da? Tất nhiên là đi học. Đi thôi, không là muộn đó. Chờ chút nó đi, 5 phút đó thôi mà. 5 phút thì được chứ đừng có ngồi 5 tiếng nghe chưa. Tất nhiên rồi ông A-ba. Sao cũng được. Nè 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 Boy, cậu có hỏi Ochobot về Phan chưa? Nó lấy sức mạnh từ đâu vậy? Mình hỏi rồi, nhưng cậu ấy nói không biết. Sao mà không biết được? Nó là quả cầu sức mạnh mà, phải biết được chứ. Thầy bãi, mình cần cho cậu ấy xem hình Phan. Mỗi lần xem hình cậu ấy lại xỉu. Xỉu hả? Ochobot, lại đây một chút coi. Hả? Chuyện gì vậy? Cậu thấy tên này chưa? Cậu nói đúng, xỉu rồi kìa. Được rồi, thôi đi. Sao chỗ cậu có nhiều hình của người đó vậy? Vì nó có nhiều fan chứ sao? Thì sao? Nên chắc chắn có nhiều người hâm mộ muốn hình của Phan. Cậu không biết thôi, lượng người hâm mộ xin hình của Phan tăng vùn vụt trong 6 tháng qua đó.
là một thương nhân trẻ tuổi có trách nhiệm. Anh phải bám đuôi Phan và săn ảnh để bán cho mọi người. Có trách nhiệm ghê luôn. Hời lắm đó nha. Một hình bán 10.000, một túi hình bán giá khác. Cậu muốn mua không? Cậu khỏi hỏi đi. Cháu giàu như thế thì mau trả tiền nợ cho ông đi. Và để sau đi ông. À, đến rồi kìa. Ra là cậu hả? Ha, thì sao chứ? Sao Autobot cứ ngất mỗi khi thấy cậu vậy? Ha, cháu lấy một túi bánh quy nha ông. Được rồi, cháu có để tiền cho ông trên quầy đi. Ôi, ông bà nói đúng ghê. Có một linh hồn tội nghiệp mua bánh của Gia Gia. Nè, chưa nói xong mà đi đâu vậy? Đi học chứ đi đâu. Ông ơi, đừng tử tế với tên đó nữa. Cậu ấy là kẻ thù của cháu. Kẻ thù của cháu chứ có phải của ông đâu. Nó là khách hàng của ông. Kinh doanh là kinh doanh. Đó là những câu thương nhân trẻ hay nói. Ý cháu là nói ông trẻ trâu đó hả? Cảm ơn nhiều nha. Đi thôi nào, mình phải đuổi theo Phan. Mình muốn biết tại sao Autobot bị ngất khi thấy cậu ta. Đi thôi, mình muốn biết tại sao tên đó mua bánh của Gia Gia. Đi. Bọn cháu đi học đây, tạm biệt ông. Chào con, bye bye bye. Cậu ta đi đâu vậy? Nè, cậu ta kìa. Đuổi theo nhanh lên. Nè, đợi mình với. Cậu ta đi vào hẻm Cowboy Beat Monday kìa. Hẻm của Cowboy Beat Monday? Sao lại gọi vậy? Hồi trước đó, con hẻm này là con đường tắt nhanh nhất đi đến trường. Nhưng từ khi Beat Monday chuyển đến đây cùng với con mèo điên kia, thì cả bọn không ai dám đi đường này nữa. Hả? Đã có chuyện gì? Trời ơi cậu này, vậy ai bước vào đây sẽ bị con mèo điên nó rượt đó. Ờ, nếu nó rượt bọn mình thì cố chạy nhanh là xong. Đi thôi. Nè, bôi. Nè, đừng. Đợi mình với. Cậu ta đâu rồi? Nè. Hả? Cậu làm gì ở đây vậy? Giờ hết đường trốn nha. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Cậu làm rơi hết bánh rồi kìa. Cậu nói mau, tại sao Autobot lại ngất khi nhìn thấy cậu hả? Phải. Và tại sao cậu lại mua bánh của Gia Gia nữa? Bánh của Gia Gia. Nè. Có mèo điên, có bòi Beat Monday kìa. Đừng có động đậy gì hết nha. Dài. Bá. Đồ ăn biến hình. Hú hồn, thoát được rồi. Bọn mình muộn giờ học rồi. Chưa đâu, mình còn 30 giây nữa. Ôi không, Gia Gia. Trời ơi, cậu bị làm sao vậy hả? Nè, Gia Gia đang gác cổng trường đó. Nếu bây giờ mình cố chạy thì bọn mình sẽ kịp giờ vào trường. Kịp giờ thì tốt rồi, sao phải xoắn lên? Trời ơi, cậu không hiểu gì hết. Với Gia Gia, kịp giờ là muộn rồi đó. Kịp giờ chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu nói giỡn chắc. Là Gia Gia thôi, chỗ bạn bè. Cậu ấy sẽ bỏ qua thôi. Nè, bôi, cậu thấy đường kia không? Có thấy. Đó là đường chắn ngang của Gia Gia. Ranh giới giữa sự đáng yêu, dễ mến và hung dữ như con hổ cái. Hổ cái sao? Đáng yêu, dễ mến. Cậu đang nói gì vậy? Gia Gia ngoài đường chắc chắn thì rất đáng yêu và dễ mến. Nhưng mà khi đi qua đường trắng kia, cậu ấy trở nên như là con hổ cái vậy đó. Cậu ấy sẽ nuốt chửng hết chúng ta. Vậy nếu Gia Gia bước ra bước vô trong 10 giây thì sao hả? Thì bạn ấy sẽ chóng mặt. Mình rất muốn xem thử. Nè, có chịu thôi chưa? Hả?
Gia Gia thật sự dữ như hổ cái sao? Mình thấy bình thường mà. Bình thường vậy thôi, tại vì cậu chưa vi phạm nội quy đó. Phải rồi, cậu thử vi phạm nội quy đi. Ráng vi phạm đến khi nào bị đuổi học luôn đi rồi biết. Sau khi cậu bị đuổi học á hả, thì chỉ còn lại có một mình. Vậy thì mình sẽ là người nổi tiếng nhất trường này rồi. Bớt sống ảo đi. Cậu ta bị khùng rồi. Gobo à, còn cách nào để mình vào trường không hả? Còn mình có thể vào cổng gần phòng của giáo viên. Đi thôi, vẫn còn thời gian đó. Được cứu rồi. Đã thoát nạn. Nhỏ Gia Gia điên ghê. Nhanh thôi, nhanh thôi, không thôi tới muộn điểm danh đó. Hả? Gì vậy ta? Gia Gia. Hả? Cậu mới biết vụ này hả? Lớp trưởng, trưởng ban cờ đỏ, trưởng ban thủ thư, chủ tịch hướng đạo sinh nữ, trưởng câu lạc bộ sáng chế, trưởng câu lạc bộ karate, sáng lập câu lạc bộ kỷ luật, sáng lập câu lạc bộ bánh quy. Nè, cậu vẫn chưa xem hết nữa đâu. Dễ sợ thiệt. Toàn là làm chức chủ tịch các câu lạc bộ và đội thể thao ha. Thật may khi được làm bạn với cậu ấy. May cái gì, còn lâu nha. Lơ tơ mơ là cậu bị phạt đó. Cậu ghen tị thì có. Cậu nghĩ chỉ có hình Gia Gia trên bảng thôi hả? Tớ cũng có nữa đây nè. Wow. Còn cậu thì sao? Cậu dán lên hả? Thì chỉ còn cách đó, hình của mình mới được dán lên. Thôi đừng buồn Gobo à, chúng ta sẽ cố gắng hơn. Chúng ta hãy phấn đấu để có hình trên bảng vàng trong tương lai. Mình sẽ có hình trên đây với tư cách học sinh được ái mộ nhất trường. Được rồi, cả cậu nữa. Nào, bọn mình cùng phấn đấu nha. Chúng ta phải hợp sức lại đánh bại Gia Gia. Đánh bại ai? Đánh bại Phan. Chính là đánh bại Phan. Kẻ thù truyền kiếp mà, bọn mình phải đánh bại nhau chứ. Tuyệt vời ha. Đúng rồi, chết nè, chết nè. Đau quá nè. Mờ ám quá. Nhưng không sao, mình tin các cậu. Nhưng các cậu vẫn phải bị phạt. Ý cậu là sao? Lý do các cậu ở đây là gì? Thế còn cậu, mắc gì cậu có mặt ở đây? Các cậu là lý do của mình. Quả là câu trả lời hay. Tại cậu hết á. Khi không là bị bắt đi làm lao động à. Tại tôi. Nếu cậu chịu trả lời tôi thì chúng ta đâu phải đi lao động. Đã 3 giờ chiều rồi, chắc mình bỏ lỡ phim cô dâu 8 tuổi mất thôi. Tôi đã bắt được mấy cưng rồi. Nhận lấy. Muốn điện trời giáng đây. Đau quá. Súng bắn thu nhỏ tấn công. Chủ nhân ơi, chủ nhân à. Sao rồi, ngươi dùng súng thu nhỏ bắn bọn chúng chưa? Dạ rồi, tôi chủ nhân. Hay lắm Rob, hay lắm. Bobo đã hét thế nào khi ngươi thu nhỏ và đập bẹp hắn vậy? Hắn la như vậy nè. Đau quá. Ngươi đập bẹp hắn mà chỉ kêu á đau quá thôi hả? Dạ, nó khỏe thật. Nè, đau quá. Súng bắn thu nhỏ tấn công. Mà khoan, ôi không. Sao, có chuyện gì? Chủ nhân bảo tôi đập bẹp nó trước rồi bắn. Hay bắn trước rồi mới đập vậy? Bắn nó trước rồi mới đập. Tôi đập nó trước. Mà không phải. Ngươi đập nó trước rồi mới bắn hả? Nói ra hơi nhục. Nhục hả? Ngươi biết nhục nữa hả? Lẽ ra là ngươi phải đập nó trước. Sao ngươi ngu quá vậy? Xin lỗi chủ nhân, do lỗi kỹ thuật chứ bộ đâu phải tôi muốn. Lỗi kỹ thuật cái đầu nhà ngươi đó. Giờ đi tìm thằng Bobo Boy cho ta. Đi mau, không thôi là ta xử đẹp nhà ngươi đó. Dạ vâng, tôi chủ nhân.
Không được phép bố bố bôi. Ngươi đừng hòng quay trở về nhà. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi mà. Giờ tính sao đây? Mình thành tí hơn rồi. Mình tiêu rồi, tiêu mất rồi.